và một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về, lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính em, cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu giàu trôi xa dương để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được trong khoảnh khắc qua chúng ta nhiều năm xa hạnh phúc. Anh muốn bên em cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong về lại như ngày hôm qua. Trường ngày kỷ niệm học sinh khi vui đùa trong gió chiều, theo ta áo dài tan học về trên phố tung tăng, còn đau áo phao. Thời gian trôi cùng với tuổi thơ, ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ, và khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài sân phượng rơi hồng trắng kỷ niệm, chợt nhớ về những ngày xưa đã xa, và hôm nay chúng ta đã quay trở về. Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi, không còn trở lại nơi chốn ấy. Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức, ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng, và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Kỷ niệm còn đâu đây, nhớ nơi sân trường ấy, kỷ niệm học sinh khi vui đùa trong gió trường, theo ta áo dài tan học về trên phố tung tăng, còn đau áo phao. Bao nhiêu yêu thương giấc mơ đã đi xa về nơi trái tim, và còn lại trong ta những tháng năm dài, nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu. Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn, ép trong trang vở lưu bút ấy. Thế gian có đổi thay, tháng năm có phải, ta sẽ mãi nhớ đến nhau. Rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi, không còn trở lại nơi chốn ấy. Thank you.
xin được nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý thầy cô và các anh chị đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương đã có mặt trong chương trình gala với chủ đề Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin được phép MC Thanh Tùng gửi đến quý thầy cô và quý chị lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý thầy cô và quý chị thân mến, mùa hè là mùa hoa phượng nở và rồi khoảnh khắc chia xa trường lớp cũng sẽ đến với tất cả các bạn học sinh áo trắng mà thôi. Và mùa của những thí sinh và những kỳ thi nổ lửa và tất cả các thầy cô các chị ở đây đã trải qua hơn 2 mùa hè như thế rồi ạ. Quý vị và quý vị anh chị thân mến, cứ mỗi độ hè đến những kỷ niệm đó lại xuống sang tràn về với các thành viên khóa 96-99 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi. Và ngày hôm nay chúng ta lại cùng có mặt tại đây cùng thầy Tiểu ở đây để cùng ôn lại những kỷ niệm thật ngọt ngào đó. Kính thưa quý thầy cô và quý vị anh chị, 20 năm là một quãng thời gian dài của mỗi con người. 20 năm qua các anh chị đã xa trường, xa lớp, mỗi người phát triển cho mình một con đường riêng. Thời gian thấm thoát đã vô tình cuốn chúng ta theo, giống như vòng tuần hoàn của mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống mỗi ngày. Quý vị, anh chị, quý thầy cô thân mến, để rồi chúng ta lại nhớ về trong ký ức, trong con tim mình đã có một nơi gọi là thanh xuân. Nơi mà có những người bạn thủa cắp sách tới trường và những kỷ niệm đầy ắp mà khi nghĩ đến sẽ khiến cho trái tim của chúng ta loạn nhịp. Quý thầy cô, quý vị anh chị thân mến, với tinh thần đó, ban tổ chức đã lên kế hoạch và xin ý kiến các thành viên để thống nhất thời gian địa điểm tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của khóa. Sự nhiệt tình hết mình của hơn 200 thành viên cùng quý thầy cô ngày hôm nay đến từ khắp miền của Tổ quốc đã khiến cho một chương trình của chúng ta có sự ấm cúng cũng như là sự hiện diện đầy đủ quý vị, khiến cho ban tổ chức cảm thấy thành công đang đến với chương trình của chúng ta ngay từ giây phút này rồi ạ. Kính thưa quý thầy cô và quý vị anh chị thân mến, và trong những giây phút đầu tiên của buổi tiệc ngày hôm nay, Thanh Tùng xin được trân trọng mời lên sân khấu trưởng ban liên lạc của hội khóa 96-99 chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương sẽ lên sân khấu có đôi lời phát biểu và chia sẻ với quý thầy cô và quý vị anh chị được không ạ? Trân trọng được kính mời sự có mặt của anh Nguyễn Đức Dư Khương và quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng sự có mặt của anh được không ạ? Kính thưa các thầy cô giáo ạ, thực ra thì có ai cũng đã ví thầy cô như là những người lái đò, còn chúng em là những người khách sang sông. Khách sang sông rồi, người chèo đò vẫn miệt mài giữa dòng đời để đưa bao thế hệ sang dòng sông tri thức. Và hôm nay thật vui là khách sang sông lại trở về bến đò xưa Hải Dương chúng ta để được tri ân các thầy cô ạ. Hôm nay cả khóa 96-99 chúng em xin được nói lời chân thành cảm ơn tới các thầy cô đã dìu dắt chúng em, nâng cánh những ước mơ của chúng em trong những suốt năm học cấp 3. Với các thầy cô, mỗi bước trưởng thành, mỗi thành công học trò chính là những cái quà tặng quý giá nhất đối với thầy cô. Các bạn thân mến, 20 năm một quãng thời gian không dài, không quá ngắn, đủ để những cậu học trò bé nhỏ ngày nào trưởng thành. 20 năm kể từ ngày xa trường, mái trường chuyên Nguyễn Trãi thân yêu, mỗi chúng ta bị cuốn theo những dòng đời với bao suy nghĩ lo toan cuộc sống, với những niềm vui nỗi buồn được và mất. Nhưng có một điều chắc chắn, mỗi trong chúng ta không thể quên được những ngày mà còn học chung dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi. Ngày ấy khi chúng ta 18, trước ngưỡng cửa cuộc đời, hẳn ai cũng đều mong những ước mơ thật đẹp, giấc mơ về một công việc, giấc mơ về những người yêu dấu, giấc mơ để chia sẻ ngọt ngào cay đắng trong cuộc đời. Và rồi 20 năm sau, dòng đời bao nhiêu bến đỗ, trăm ngàn lối đi, khiến cho cuộc đời chúng ta muôn hàm vạn trạng. Có những người vất vả long đong, có những người lặng lẽ, có những người viễn xứ lập nghiệp, có những người đã rời xa thế gian. Cũng ngày này 5 năm trước, chúng ta đã vỡ hòa trong những kỷ niệm của ngày hội khóa 15 năm. Và hôm nay như đã hứa, chúng ta quay trở lại để cùng nhau hội ngộ bạn bè, tri ân thầy cô. Kính thưa các thầy cô, thưa các bạn, 20 năm, 30 năm, thời gian vẫn tiếp tục theo dòng chảy tự nhiên, nhưng có lẽ sẽ còn đọng mãi trong trái tim mỗi chúng ta, đó là tình quê hương, tình thầy trò, tình bạn, tuổi học trò thiêng liêng và quý giá. Thay mặt ban liên lạc khóa 96-99, xin kính chúc thầy cô, chúc bạn bè luôn mạnh khỏe, thành công và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chúc cho tất cả chúng ta ngày hôm nay có những giây phút đầm ấm, tràn đầy tình cảm thầy trò và trong ngày vui hội ngộ hôm nay ạ.
Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ hết sức tâm huyết và tình cảm đến từ anh Nguyễn Đức Dư Khương. Quý vị thân mến, và sau 20 năm ra trường, hơn 200 học sinh của khóa 9699 thuộc 7 lớp trường chuyên Nguyễn Trãi đã trưởng thành, có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc và khắp nơi trên trái đất. Và dù đi muôn nơi, tất cả các học sinh đều nhớ về, ghi nhớ công ơn của thầy cô giáo, những người đã chắp cánh cho những ước mơ đầu đời đó. Và niềm và trong niềm vui của cuộc gặp mặt ngày hôm nay, tất cả quý vị anh chị khóa 9699 trường chuyên Nguyễn Trãi đã rất xúc động trước sự tham gia nhiệt tình của thầy cô giáo, những người đã cùng tất cả quý vị anh chị ngày hôm nay vượt qua bao khó khăn gian khổ để có được sự trưởng thành, như những người lái đò cẩn mẫn, thầy cô đi nhiều chuyến đò sang sông. Để tỏ lòng tri ân thầy cô thì tập thể khóa 9699 có những món quà nhỏ để gửi tặng đến quý thầy cô, và sau đây quý vị cũng sẽ cùng hướng mắt lên trên màn hình để cùng theo dõi được không ạ? Quý thầy cô và quý vị anh chị thân mến, chúng ta sẽ cùng hướng đến một vài những hình ảnh của những thầy cô của chúng ta, và khi đến với một những hình ảnh nào cũng như là đến với thầy cô của mình thì quý vị vui lòng đổ những tràng pháo tay thật lớn được không ạ, để tri ân và chúc mừng đến những người thầy thật đáng kính. Trên màn hình của chúng ta đó chính là cô Nguyễn Lan Phương, là hiệu trưởng trong thời gian khóa 9699 học tại trường. Cô là người nổi tiếng nghiêm khắc với tuyên bố rằng ai được hẹn điểm trung bình hãy xác định tinh thần ra khỏi trường. Quý vị có nhớ về tuyên bố này không ạ? Và cũng như cô và là cô cũng như là vị hiệu trưởng luôn hết mực yêu thương học sinh, luôn giơ cao đánh kẽ để vừa cương quyết giải quyết những học trò nghịch và những học sinh tự tin, và vừa hướng các em đến cái giá trị chân thiện mỹ, và cũng có một món quà nhỏ để xin được gửi tri ân đến cô ạ. Và đoàn chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cô. Dạ vâng, đây chính là thầy là Phan Công Tuấn, không biết thầy đang ngồi ở đâu ạ? Dạ, em đã nhìn thấy sự hiện diện của thầy rồi. Thầy là giáo viên môn toán, nguyên hiệu trưởng nhà trường, và thầy dạy chủ đề lượng giác rất hấp dẫn, hình vẽ không gian rất đẹp, vẽ đường tròn bằng tay mà tròn hơn người khác kẻ bằng compa. Mời quý vị thân mến, thầy có thể dạy học khi đang bị sốt cao 39 độ, vì theo lời thầy đi dạy sẽ nhanh khỏi ốm hơn là ở nhà nghỉ ngơi. Một tinh thần rất tuyệt vời đúng không ạ? Và điều mà tất cả quý vị anh chị học được ở thầy đó chính là tác phong làm việc học tập nghiêm túc, cách trình bày bài học khoa học và dễ hiểu. Xin được tri ân đến thầy cũng như gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy và một món quà nhỏ dành cho thầy ạ. Dạ vâng, thầy Trịnh Ngọc Tùng ạ, không biết thầy hôm nay có mặt đây không ạ? Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thầy. Thầy Trịnh Ngọc Tùng hiện là hiệu trưởng trường chuyên Nguyễn Trãi. Đối với khóa 9699, thầy là một bí thư chi đoàn cực kỳ nhiệt tình và tâm huyết với học sinh. Thầy cũng là giáo viên phụ trách môn giáo dục công dân của khối 12 năm đó. Xin được kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe và công tác tốt cho sự nghiệp chồng người của mình. Dạ vâng, trên màn hình đó chính là thầy Chu Thừa Tuyên ạ. Những tràng pháo tay vừa rồi chắc chắn là thầy đã nhận được những sự yêu mến của học sinh rất là nhiều ạ. Thầy Tuyên nguyên hiệu phó nhà trường và dạy tất cả quý vị anh chị đó chính là bộ môn toán. Thầy nổi tiếng với kiến thức sâu rộng và sự tỉ mỉ chuẩn mực trong từng chi tiết. Mái tóc của thầy bạc sớm, khuôn mặt của thầy nghiêm nghị, dáng đi chậm rãi và đĩnh đạc, và ẩn đằng sau ngoại hình đấy là một bậc thầy về tâm lý giáo dục. Tất cả quý vị anh chị luôn cảm thấy không bao giờ quý vị anh chị ở đây cũng đã chia sẻ rằng là đã từng làm thầy buồn, nhưng thầy chưa bao giờ vì lỗi lầm mà ghét bỏ bất cứ học sinh nào. Quý vị chị thân mến, sự rộng lượng và đĩnh đạc của thầy chinh phục ngay cả những học sinh nghịch ngợm nhất, điểm thi toán cao nhất trong các môn của các quý vị anh chị, chứng tỏ sự ưu việt trong phương pháp giảng dạy của thầy. Tất cả những điều đó làm nên sự đặc biệt của nhà giáo Chu Thừa Tuyên. Vâng, trên màn hình đó chính là cô Nguyễn Thị Nhi. Cô Nhi hiện tại đang ngồi ở đâu ạ? Những nụ cười rất rạng rỡ và rất tươi đó chính là của nhà giáo Nguyễn Thị Nhi, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường, danh hiệu nhà giáo ưu tú năm 2005. Trong việc giảng dạy môn hóa, cô đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, trong đó có 3 học sinh đạt giải quốc tế môn hóa, 1 giải đồng, 1 giải bạc và 1 giải vàng, và 8 học sinh đạt giải nhất quốc gia lớp hóa sinh của khóa 9699. Nay là lớp đầu tiên cô chủ nhiệm khi về trường, nhưng không chỉ có lớp hóa sinh nói riêng mà khóa 9699 nói chung đều có những tình cảm rất đặc biệt dành cho cô Nhị. Xin được chúc cô Nhị luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc trong cuộc sống. Và chúng ta đang đến với thầy giáo Đỗ Mạnh Hưng. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho thầy Hưng được không ạ?
Thầy Hương Nguyên, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Bí thư chi bộ nhà trường, được nhiều thành tích xuất sắc, cho có nhiều học sinh tham gia các kỳ thi quốc tế môn sinh học và liên tục đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, đặc biệt khóa 96-99 của quý vị anh chị đã có. Hai anh chị đó chính là anh Duy và chị Hoài đã được đi thi quốc tế môn sinh học do thầy phụ trách ạ. Rất tự hào. Ấn tượng về thầy là chất giọng khi giảng bài thật đặc biệt, âm vang, ngữ điệu cử chỉ và điệu bộ của thầy luôn thăng hoa trong mỗi tiết giảng. Xen kẽ những bài giảng sinh học của thầy thường giảng dạy cho tất cả quý vị anh chị đó chính là về cuộc sống, về lý lẽ làm người, gieo mầm cho tất cả chúng ta những bài học, những hoài bão về tương lai. Xin kính chúc thầy Đỗ Mạnh Hưng luôn luôn mạnh khỏe và công tác tốt, và xin được gửi những lời tri ân chân thành nhất đến thầy ạ. Dạ vâng, nhà giáo Bùi Đình Nhiễu thầy có trong buổi trường không ạ? Kính thưa quý vị, đây chính là người đàn ông năm xưa khiến tất cả các cô gái lớp văn đều mê mẩn đến mức mà đến nỗi cô hát huyền thoại. Thầy Budini là số 1 lớp em, lấy cảm hứng từ bộ phim Nhật Bản, tiếp viên hàng không Chiaki đã trở thành thương hiệu của lớp văn ngày đó, và dành một tràng tay thật lớn để tri ân với thầy Bùi Đình Nhiễu được không ạ? Cô Vương Bích Hạnh ạ. Kính thưa quý vị, nhà giáo Vương Bích Hạnh là cô giáo tiếng Anh đầu tiên của nữ học sinh chuyên Anh lớp 6 đầu tiên tại trung học cơ sở Ngô Gia Tự. Trong số đó, phần lớn các bạn tiếp tục theo học chuyên Anh Nguyễn Trãi khóa 96-99. Một số chuyển sang học lớp hóa sinh A1-A2. Đối với học sinh chuyên Anh, cô là người đặt những viên gạch đầu tiên cho niềm say mê với môn ngoại ngữ, mở ra cho thế hệ học trò chuyên Anh cả một bầu trời rộng mở về tri thức ước mơ. Các học trò vốn trước đây chỉ học tập thụ động theo kiểu giáo dục truyền thống, lần đầu tiên được tham gia các chương trình hát múa, biểu diễn thời trang, thậm chí trở thành những hoàng tử, công chúa bước ra từ những vở kịch nổi tiếng thế giới trong những giờ học tiếng Anh ạ. Và xin được gửi đến cô những lời tri ân sâu sắc nhất và những lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Nhà giáo Nguyễn Phương Dung. Kính thưa quý vị, lớp A1 giỏi cái gì nhất thì rất khó nói, nhưng nghịch nhất thì không cần phải bàn cãi ạ. Quý vị anh chị lớp A1 hiện tại đang ngồi đâu ạ? Quý vị thân mến, và người đưa cái lớp và toàn thị xin phép được đọc nguyên văn lời và quý vị anh chị ban tổ chức gửi, đó chính là người đưa lớp toàn những yêu quái ấy vào khuôn khổ là một cô giáo có vẻ ngoài hình bình dị dễ mến, cô Dung chủ nhiệm ạ. Dạ. Quý vị anh chị thân mến, việc đầu tiên của cô trong việc tuần thầy được xin phép được đọc nguyên văn ạ. Việc đầu tiên của cô trong việc thuần hóa lớp A1 là chỉ định biệt danh của anh đại Quang Trã làm lớp trưởng. Cô tin rằng với uy tín, tính cách cũng như là sức mạnh của mình, anh Quang đủ sức làm thủ lĩnh của A1, và thực tế đã chứng minh cô đúng. Thậm chí cho tới 20 năm sau cô vẫn đúng, khi mà vị trí của anh Quang chưa bao giờ suy giảm, tình cảm của tất cả quý vị anh chị dành cho cô cũng chưa bao giờ thay đổi. Và chúng ta cũng sẽ cùng đến với nhà giáo, đó chính là cô Vũ Thị Hồng Hương. Kính thưa quý vị, cô Vũ Thị Hồng Hương là nguyên giáo viên chủ nhiệm lớp A2. Học trò, đấy chính là những học trò giờ đầu đã hai thứ tóc rồi mà vẫn bảo cô Hương nhiệt nhất vị Bắc Bộ. Có lẽ là những ai đã có những năm tháng được học dưới mái trường, xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là tại Nga thì đều thế cả. 15 năm trước gặp mặt vẫn nhớ về cô, vẫn nhớ về cơ số những anh chị lớp A2, và giờ gặp lại cô vẫn không quên. Chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống ạ. Xin được gửi những lời tri ân đến nhà giáo Nguyễn Đình Lượng. Thì thưa quý vị, ngày mới vào lớp 10 thì tất cả quý vị anh chị đều ấn tượng với thầy giáo có mái tóc trắng bạc phơ, thân hình phúc hậu. Thầy hay đi chiếc xe Mifa màu xanh tới trường, và quý vị anh chị vẫn nhớ những đợt ôn thi khảo sát buổi tối, thầy hay đạp xe vào ký túc xá, vào nhà các bạn để kiểm tra xem các bạn ôn tập ra sao. Tấm lòng và sự tận tụy của thầy với học sinh thật tuyệt vời và không phải ai cũng có được cả. Dạ vâng, xin dành những lời tri ân chân thành nhất đến thầy. Kính thưa quý vị,
trên màn hình đó chính là thầy Phan Kế Tấn. Vâng, với những hình ảnh này thì cũng có thể cảm thấy được rằng là thầy là một người vô cùng hạnh phúc với cuộc sống là với mặt khu vườn nhỏ của mình. Thầy Phan Kế Tấn là thầy giáo lịch sử nổi tiếng hiền hậu, tài hoa với bài thơ Con Nhện Răng Tơ và bài học muôn thuở của thầy ở tiết lịch sử đầu tiên cho tất cả các lớp, các khóa. Lịch sử là gì? Học sử để làm gì? Lịch sử là những gì đã trải qua, đang diễn ra, không kể thời gian ngắn dài. Học sử để hiểu biết quá khứ, nắm bắt hiện tại và phán đoán tương lai. Nhiều cô cậu học trò làm bài kiểm tra sử, lúc bí quá liền viết vào bài 10 lần dọc chữ thầy Tấn muôn năm. Và thầy cũng không bao giờ trách phạt vì điều đó. Thưa quý vị, và thầy cũng đã kể lại kỷ niệm thật vui với quá trình 699 qua hai câu thơ. Sao em không nói nhẹ nhàng mà em lại quát tủng màng như anh? Có thể hết sức dí dỏm. Xin kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe và vững bước trên sự nghiệp chồng người. Chúng ta đang đến với nhà giáo Trần Quang Vị ạ. Kính thưa quý vị anh chị, thầy Trần Quang Vị, tổ trưởng tổ toán ngôi nhà biệt thự cao to đẹp trong vườn nhà chim kêu ríu rít, có rất nhiều dàn phong lan quý, vẫn giọng nói ấm áp đặc biệt của người miền Trung, vẫn tác phong nhanh nhẹn, nụ cười nồng hậu. Một thời thầy đã dạy chúng em. Thầy kể năm nay thầy 77 tuổi rồi, thầy vẫn yêu thích môn toán. Thầy thường tham gia các cuộc hội thảo toán học trong toàn quốc và được làm việc giao lưu với bạn bè, giúp thầy lạc quan yêu đời và khỏe hơn rất là nhiều. Xin kính chúc thầy Trần Quang Vị luôn luôn mạnh khỏe và gieo những mầm sống tươi đẹp cho những thế hệ tương lai. Và chúng ta sẽ dành những lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy Nguyễn Hoàng Đạo ạ. Thầy giáo địa lý Nguyễn Hoàng Đạo được bao thế hệ học trò yêu mến với những bài giảng thú vị, lôi cuốn, đặc biệt là học trò của thầy không ai có thể quên được phương pháp vẽ bản đồ Việt Nam dễ nhớ, dễ vẽ, dễ thương mà thầy truyền lại, làm hành trang chinh chiến khắp các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và thi đại học ngày đó. Xin được kính chúc thầy với những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin dành những lời tri ân đến nhà giáo Nguyễn Xuân Đài. Thầy Nguyễn Xuân Đài ấn tượng với hội khóa 9699 là một người thầy rất là hiền, ít nói, giọng nhỏ nhẹ. Thầy đem đến cho tất cả quý vị anh chị những giờ học thí nghiệm rất vui và hấp dẫn, gợi cho tất cả chúng ta tưởng tượng và khám phá. Các bạn học sinh, các bạn lớp hóa sinh và lớp thầy hay được thực hành với thầy. Nhớ về thầy, chúng em luôn nhớ về hình ảnh người thầy cẩn thận, tỉ mỉ, tận tụy với công việc của mình. Dạ vâng, xin kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn sát cánh cùng với những thế hệ học sinh ạ. Chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để tri ân đến thầy Lê Văn Lập ạ. Thầy Lê Văn Lập là giáo viên giảng dạy bộ môn vật lý. Nhớ lại những tiết học của thầy, thầy luôn giải thích những hiện tượng vật lý áp dụng vào cuộc sống, những con lắc lò xo, những dòng dọc cố định. Giờ học lúc nào cũng sôi nổi, vui vẻ và gợi cho tất cả chúng ta những trí tò mò. Giờ đây thì những tiết học đã trôi xa rồi và chỉ còn là kỷ niệm, nhưng tình cảm chân thành của thầy, phong cách giảng dạy của thầy thì luôn in hẳn sâu trong tâm trí của tất cả quý vị anh chị. Cảm ơn thầy đã cho chúng ta những bài học cuộc sống bổ ích và lý thú. Và chúng ta cũng sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để gửi những lời chúc đến thầy Đào Minh Tân, được không ạ? Thầy Đào Minh Tân là giáo viên môn tin. Thầy đã dành hết tâm huyết của mình để giảng dạy khối chuyên tin ngay từ những ngày đầu khối chuyên này được thành lập. Có thể nói thầy chính là vị khai quốc công thần của khối chuyên tin ở trường chuyên Nguyễn Trãi. Và nếu ấn tượng nhất với và điều ấn tượng nhất với tất cả quý vị anh chị ở đây đó chính là thầy rất hiền và cực kỳ giản dị ạ. Dạ vâng, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ, để tri ân đến thầy Lê Thanh Bình. Nhà giáo Lê Thanh Bình là giáo viên môn tin. Trong nhiều năm liền, thầy đã kết hợp với thầy Tân để làm nên cặp đôi hoàn hảo và giảng dạy các lớp chuyên tin. Khóa của năm 9699 là năm đầu tiên thầy về trường giảng dạy. Ấn tượng nhất với tất cả quý vị anh chị là một người thầy giáo trẻ vui tính và rất tâm huyết với việc nghiên cứu giảng dạy. Nhớ lắm những ngày về quê thầy dự đám cưới của thầy. Hơn 10 năm qua thầy vẫn bền bỉ dạy cả khối chuyên tin và một tinh thần dạy học thật đáng kính nể, phải không quý vị? Dạ vâng, trên đây là
màn hình đó chính là thầy Nguyễn Mạnh Cường và cô Nguyễn Thị Hồng My. Có hai kỷ niệm là lần đầu tiên đặc biệt, đó là lần đầu tiên của một cô giáo mới ra trường đón tay ngay lớp chuyên ngành cấp 3 với toàn những học trò đúng vào cái tuổi trẻ mà người ta gọi là tuổi me chua ẩn ương, và lần đầu tiên Hải Dương có lớp chuyên pháp được một thầy giáo giàu kinh nghiệm đầy tâm huyết, người đã rời xa thủ đô Hà Nội để mang về những con chữ pháp ngữ về dạy cho các học trò tại thành phố Hải Dương nhỏ bé. Và có lẽ thầy không bao giờ nghĩ sẽ có ngày gắn bó với sự nghiệp dạy học, gắn bó với thành phố này, với các học trò ở Hải Dương lâu đến như vậy. Quý vị thân mến, có lẽ rằng là cả hai thầy cô đều, không biết rằng những anh chị học trò nhất quỷ nhì ma năm ấy đã luôn nhớ về những kỷ niệm về chuyên dã, về chuyến dã ngoại của chuyên ngữ mà hai lớp đã bằng mọi cách động viên thầy cô đi cùng. Tất cả quý vị anh chị đã kể rằng là đã cố tình lấy cớ gán ghép thầy A Phủ và cô Mỹ suốt cả hành trình, để đến nỗi cuối cùng thầy cũng đã lấy hết can đảm tuyên bố sẽ mua một chiếc lồng chim về hót cho vui treo giữa hai nhà. Quý vị anh chị thân mến, vốn nhà thầy và cô cũng sát khách trong khu tập thể giáo viên đầy những khó khăn về vật chất thời điểm đó, và kết thúc thật đẹp, xúc động nhất và yêu thương nhất chính là lứa học trò chuyên Anh và chuyên Pháp, lứa học trò đầu tiên của cả thầy cô trên mảnh đất Hải Dương đều được chứng kiến hạnh phúc của thầy cô gần 20 năm qua. Tất cả quý vị anh chị chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc đầu đến đầu bạc răng long, và dù có ở nơi nào thì tất cả quý vị anh chị luôn nhớ đến những tình cảm ấm áp, sự quan tâm chiều mến của thầy cô đã dành cho chuyên ngoại ngữ. Trong niên khóa 96-99 của quý anh chị ạ, một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho thầy cô được không ạ? Xin được chi ân đến thầy Trần Vũ Anh. Thầy Trần Vũ Anh phụ trách toán hình của lớp chuyên lý, và thầy là một người rất, xin phép được dùng từ đó chính là thầy là một người rất vuông và mạnh mẽ từ ngoại hình cho tới tính cách. Đến khi lên lớp thầy luôn đi nghiêm trang, chân giơ thẳng rồi từ từ hạ xuống. Cứ như thế đều bước về phía và kia rồi lớp 12 lý của thầy đi vào. Thầy đã thắng cách biệt Bùi Thanh Nam trong một trận đấu vận tay giao hữu và đưa ra quyết định cá nhân về cái đầu của Lê Trọng Việt trong vòng 3 giây ạ. Tất cả đó là những kỷ niệm hết sức ấn tượng về thầy. Xin kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe và vững bước trong sự nghiệp chồng người. Trên mình đó chính là nhà giáo Tô Xuân Hải, và một tràng pháo tay thật lớn để dành tặng đến thầy được không ạ? Ấn tượng của một lần và mãi mãi về những bài giảng cực dễ hiểu, cực logic, biến những con số khô khan thành những nàng thiên nga trên bảng đen. Và bài giảng của thầy toán học đối với dân chuyên văn, chuyên ngữ cũng giống như những áng thơ hay là những nụ cười của nàng Mona Lisa dịu dàng, ẩn chứa sâu thẳm là tất cả những sự phức tạp, và đến tận bây giờ đây vẫn là một bài toán không có lời đáp chính xác. Và xin được kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe. Gửi những lời tri ân chân thành nhất đến nhà giáo Nguyễn Xuân Bắc. Ấn tượng đầu tiên năm học lớp 10, thầy dạy hóa có những nét chữ bay bổng làm học sinh ngồi dưới cứ ồ, hết ồ lại ọa. 20 năm trở về, những anh chị học sinh năm nào thấy thầy vẫn khỏe mạnh, vẫn phong độ và vẫn nhớ những anh chị học trò ngày trước. Mỗi một năm qua đi, thế hệ học sinh lại ra trường, thầy có thể không nhớ hết tất cả những lứa học sinh đang ngồi ở đây, nhưng trong mỗi cô cậu học trò ấn tượng về các thầy cô buổi đầu tiên bước vào lớp vẫn không bao giờ phai mờ. Và tiếp theo xin dành một tràng pháo tay thật lớn để gửi những lời chúc tốt đẹp đến cô Lê Mai Liên. Quý vị anh chị thân mến, nhà giáo Lê Mai Liên, không biết là quý vị anh chị có nhớ không, đó chính là cái cách viết tắt thuật ngữ cảm ứng từ hàng số của cô không ạ? Những cụm viết tắt đặc biệt này chỉ có học lý của cô Lê Mai Liên mới biết. 20 năm rồi, tất cả anh chị học trò vẫn nhớ những bài giảng, những con số, những ký hiệu cô viết trên bảng. Dù là giáo viên dạy môn tự nhiên nhưng những gì cô truyền đạt cho học sinh không hề cứng nhắc, khô khan và nhẹ nhàng, êm dịu như tính cách của cô vậy. Những giờ học với cô lúc nào cũng vui vẻ, chưa bao giờ thấy cô nói to với học trò. Sau bao nhiêu năm vẫn thế, vẫn là người phụ nữ của công việc, vẫn là người nhẹ nhàng, đảm đang, vun vén, khéo léo cho tổ ấm, và vẫn là một người có tâm hồn yêu thiên nhiên. Chắc vì thế mà đến cây cối cũng yêu thích nên cứ thi nhau nở rộ trong vườn nhà cô. Xin gửi đến cô những lời chúc thật tốt đẹp. Và một tràng pháo tay thật lớn để tri ân đến nhà giáo Vũ Thị Minh Tâm được không ạ? Quý vị thân mến, trong bước
đường đi đến thành công của mỗi người đều có dấu chân của thầy cô. Những người không chỉ cho chúng ta kiến thức mà còn đánh thức đam mê của học trò. Những người thầy giỏi biết giải thích, những người thầy xuất chúng biết minh họa, những người thầy vĩ đại lại biết cách truyền cảm hứng. Và thành công của mỗi con người đều bắt nguồn từ đầu tiên là từ đam mê và cảm hứng. Xin một chào hoa tay thật lớn để gửi những lời chúc tốt đẹp đến cô. Thật hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của thầy cô Mạnh Hùng đã xuất hiện ở trên sân khấu. Quý vị thân mến, thầy cô Mạnh Hùng, thầy giáo giảng dạy bộ môn tiếng Anh duy nhất mà tất cả quý vị anh chị được học. Những ai đã được học giờ tiếng Anh của thầy Hùng hẳn không thể nào quên nụ cười không nhìn thấy tổ quốc của thầy, bàn tay búng víu mà thầy che bài khi kiểm tra bài cũ. Và trong lớp học, mỗi học sinh thầy thường, mỗi tên của một học sinh thầy thường gắn với những biệt danh vui nhộn. Mỗi khi thầy gọi tên lên bảng, biệt danh cả lớp lại được một trận cười hả hê và làm cho những giờ học bớt đi phần nào căng thẳng, tạo cảm hứng học tập cho tất cả quý vị anh chị. Ước gì một lần được trở lại, một lần thôi, 20 năm trước chúng em được là những cô cậu học trò nhỏ bé, ngây thơ để rồi lại được học các giờ tiếng Anh vui nhộn và hiệu quả điều này. Dạ vâng, và xin được gửi đến cô Đỗ Thị Nhị Thìn những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay. Cô Thìn là giáo viên môn văn ấn tượng về cô là một cô giáo rất tươi tắn, vui vẻ. Không những trong những tiết dạy, cô đã mang đến cho tất cả những học trò của mình giờ văn học nhẹ nhàng và thoải mái, không còn cảm giác nhàm chán và buồn ngủ. Xin được chúc cô luôn luôn tươi trẻ, thành công và vững bước trên sự nghiệp cho người. Trên màn hình đó chính là nhà giáo Nguyễn Thị Ngân Giang. Và kính thưa quý vị thân mến, cô Ngân Giang là giáo viên môn tiếng Anh. Cách đây hơn 20 năm thì tiếng Anh đối với tất cả quý vị anh chị giống như là một con ngó ồm đáng sợ. Cảm ơn cô đã giúp cho chúng em vượt qua những nỗi sợ đó và tự tin học tập. Giờ đây đã có rất nhiều bạn trong chúng em mặc dù không phải là học sinh chuyên ngoại ngữ nhưng cũng đã có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong công việc hàng ngày. Và xin được gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày 20 năm gặp lại ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn để tri ân đến thầy Phạm Văn Tình ạ. Thầy Phạm Văn Tình, giáo viên môn giáo dục công dân, nguyên chủ tịch công đoàn nhà trường. Thầy rất nghiêm khắc trong giảng dạy và trong các tiết kiểm tra. Thầy có phương pháp để bắt và thu hết sạch phao của tất cả quý vị anh chị học trò nghịch ngợm. Và mỗi dịp kiểm tra học kỳ, khi biết có thầy Tình coi thi là tất cả chúng em vô cùng sợ hãi, tim đập và chân run. Chắc chắn là quý vị cũng sẽ nhớ lại những cảm giác sốc như vậy. Và xin được kính chúc thầy Tình sẽ luôn luôn vững bước trên bục giảng và với sự nghiệp cống hiến của mình ạ. Một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị? Dạ kính thưa quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để tri ân đến thầy Nguyễn Bá Quyết được không ạ? Thật hạnh phúc khi mỗi một ngày quý vị anh chị khi mà gặp lại được nhìn thấy những hình ảnh của những người thầy của mình, không chỉ là ở trên màn hình mà còn là ở ngay trong hội trường ở đây để cùng để tiến lại gần những thầy cô, trao những cái bắt tay và những cái ôm. Quý vị anh chị thân mến, thầy Bá Quyết là giáo viên môn thể dục. Thầy đã dạy cho tất cả chúng em biết cách rèn luyện sức khỏe, có thể lực tốt để học tập hiệu quả. Thầy rất hiền, vui tính và luôn tính điểm khi học sinh có thành tích cao nhất. Chính vì vậy nên bạn nào cũng thích môn thể dục của thầy ạ. Và quý vị anh chị hãy chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe hơn nữa, chân cứng đá mềm trong sự nghiệp giảng dạy của mình, đặc biệt là với bộ môn thể dục. Xin được tri ân đến cô Nguyễn Thị Nga, một trong hai linh hồn của bộ môn địa lý ngày đó, cùng với cặp đôi thầy Phan Kế Tấn và thầy Nguyễn Thế Bình của bộ môn lịch sử. Cặp đôi của thầy cô Nguyễn Hoàng Đạo và Nguyễn Thị Nga của môn địa lý đã khiến cho mỗi tiết sử địa trở thành tiết học luôn được háo hức đón chờ và luôn tạo được những cảm hứng học tập hơn bao giờ hết ạ. Và một lần nữa xin được gửi những lời chúc thật tuyệt vời, thật tốt đẹp nhất đến cô Nguyễn Thị Nga. Xin được tri ân đến nhà giáo Nguyễn Thế Bình. Cô Nguyễn Thế Bình với học trò khóa 9699 ấn tượng về cô giáo dạy lịch sử trẻ trung, xinh đẹp, giỏi giang. Cô Nguyễn Thế Bình đó là những ấn tượng mà luôn luôn đậm sâu về cô. Cô đã truyền cảm hứng cho bao lớp học trò xã hội đến với môn sử như một cuộc ngược dòng về quá khứ đầy háo hức say mê. Và chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và sẽ còn dõi theo những học trò khóa 9699 mãi những chặng đường sau này của tương lai được không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn để dành tặng đến cô. Dạ vâng, trên màn
màn hình đó chính là nhà giáo Nguyễn Kim Loan và nhà giáo Nguyễn Văn Tuấn, những thầy cô dành cả cuộc đời gắn bó với mái trường chuyên Yến Trãi. Hẳn những bạn mà sống trong ký túc sẽ không thể nào quên những lần xếp hàng trong nhà thầy cô để xem TV ké và cùng trải qua những ngày tháng phấn đấu vươn lên tại nơi nội trú ấm áp và vui vẻ đầy những tình cảm. Hồi ấy xin được dành tặng những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để tri ân đến thầy Nguyễn Văn Tuấn và cô Nguyễn Kim Loan, được không ạ? Tiếp theo đó chính là nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Hải. Quý vị, anh chị thân mến, lớp học ấn tượng nhất chỉ với 5 học sinh nhưng 3 trong số đó đã giành giải quốc gia học kỳ thi tiếng Nga toàn quốc. Chính là điều kỳ diệu mà cô giáo nhỏ nhắn với nụ cười luôn thường trực trên môi đã làm được. Cô Nguyễn Thị Thanh Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Nga khóa 9699, từ tình yêu thương của người mẹ, cô đã quan tâm khích lệ động viên học trò nhỏ của mình. Nhưng những cô con gái cũng nhút nhát, ít nói trở nên mạnh mẽ, không chỉ đạt thành tích cao trong học tập như bạn Châu đã là thủ khoa đầu vào đại học ngoại ngữ nhờ môn tiếng Nga được tròn 10 điểm. Và số điểm đó thật sự là khó với cả những bạn có điều kiện học tập tốt hơn ở các thành phố lớn. Mà nhờ tiếng Nga, các bạn đã có cơ hội học tập và làm việc ở những môi trường đa dạng, là doanh nhân, là viện nghiên cứu. Ở lớp Nga có 4 bạn vì lý do riêng không thể tới dự được, và thông qua hội khóa các bạn gửi lời tri ân sâu sắc đến cô Hải và thầy cô, và tất cả những bằng tất cả những điều tự hào nhất vì đã trưởng thành từ ngoài trường chuyên Nguyễn Trãi. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn cô. Xin được gửi những lời tri ân thật nồng hậu đến cô Nguyễn Thị Huyền. Bài thơ mời gọi ra diết về dự hội khóa chính là tâm sự của các thế hệ học sinh ra trường rất mong một lần được gặp lại nhau. Được gặp gỡ tri ân các thầy cô cũng là bài thơ do cô giáo Huyền, nhà thơ Lan Điền gửi tặng cho các học trò. Và thế hệ học trò Nguyễn Trãi chúng em không ai là không thuộc ít nhiều những vần thơ của cô, người đã truyền tải tình yêu văn học đối với một cảm xúc mạnh mẽ, đánh thức sự lãng mạn trong những học trò tưởng như là lầm lì sắt đá nhất. Và các bạn gái đọc thơ cô thấy mình thật may mắn và tự hào vì là người con gái Hải Dương. Các bạn nam đọc thơ của cô thì thấy thêm yêu và hãnh diện vì những gì, vì những cô gái của mình. Và có lẽ vì vậy mà chuyên Nguyễn Trãi khóa 9699 đã xe duyên cho đến 5 cặp đôi nhờ những vần thơ lãng mạn và đầy ngọt ngào như thế. Xin một tràng thầy thật lớn để chúc mừng. Dạ vâng, trên hình ảnh là một là nhà giáo Bùi Thị Xuyên. Xã hội ngày nay có rất nhiều quan tâm đến việc rèn luyện kỹ năng sống cho giới trẻ, thì đối với thế hệ học trò chuyên Nguyễn Trãi, môn giáo dục công dân cũng mang lại những điều tốt đẹp như thế. Chắc hẳn phần lớn học sinh không bao giờ quên được môn học của thầy Tình với cô Xuyên. Chỉ hai thầy cô mà đảm đương việc dạy giáo dục công dân của tất cả các lớp, các khóa trong trường. Cô Xuyên luôn dịu dàng, ân cần với học sinh. Giờ giảng của cô bao giờ cũng có vô số ví dụ minh họa đã giúp cho học sinh chúng em hình thành những kỹ năng sống cơ bản và vững vàng khi bước vào đời. Từ việc biết phân biệt lẽ phải, tôn trọng bản thân, tôn trọng mọi người, sống trung thực, kiên tốn, dũng cảm, đến hình thành những ý thức tổ chức kỷ luật và trở thành những công dân gương mẫu có nhiều đóng góp trong xã hội ngày hôm nay. Và bài giảng của cô về lòng nhân hậu, tình yêu thương đã lan tỏa đến những học trò như bạn Vân, như bạn Trang và rất nhiều những học trò trò chuyên Nguyễn Trãi khóa 9699 đang tích cực trong công tác thiện nguyện nhằm nối tiếp việc lan tỏa yêu thương đến những con người mảnh đất nhiều khó khăn thiếu thốn. Và xin được gửi lời chúc đến cô để mong rằng cô luôn luôn giữ được ngọn lửa của tâm huyết, ngọn lửa của trái tim và tình yêu thương lan tỏa đến tất cả những người xung quanh và những lứa học trò tiếp theo, được không ạ? Gửi những lời tri ân đến nhà giáo Nguyễn Thị Hoàng Hải. Trong ký ức của các học trò chuyên Nguyễn Trãi khóa 9699, hình ảnh của cô giáo dạy văn dịu dàng, mực nước với mái tóc dài ngang lưng và nụ cười hiền hậu luôn gợi nhớ đến cô giáo Hoàng Hải. Và có lẽ với nhiều học trò đã thường sợ môn văn, sau khi được cô giảng dạy sẽ cảm thấy là cửa ải thi cử và tư duy về phương pháp làm bài, cách hành văn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lứa học trò 9699 hẳn hẳn không ai quên được có những tiết học mà cô dành thời gian quan tâm kiểm tra thấu hiểu và có thể vận dụng vào kiểm tra từng bạn để chắc chắn rằng chúng em đã thuộc lòng các trích đoạn hay cả thơ văn cũng như là văn xuôi.
trên màn hình đó chính là nhà giáo Nguyễn Thị Nga. Quý vị anh chị thân mến, cô giáo Nguyễn Thị Nga, một cô giáo trẻ vợ về tuổi đời lẫn tính cách với môn học hiện đại nhất thời bấy giờ đối với lớp học sinh Nguyễn Trãi khóa 9699, là cô Nga dạy môn tin học. Có lẽ thời điểm bấy giờ chưa có tên cô giáo xì tin, nhưng cô đúng là như vậy. Với cách giảng dạy dễ hiểu và rõ ràng, cô đã biến môn tin học vốn mới và khó nhằn đối với đủ thứ câu lệnh và thuật ngữ chuyên môn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các học trò Nguyễn Trãi năm ấy có lẽ còn rất yêu cô vì cô dạy hay thường kiểm thưởng thêm điểm và còn như chuyên gia tâm lý luôn gần gũi tâm sự với đám học trò và những người bạn ạ. Xin được gửi đến cô những lời chúc chân thành sâu sắc nhất. Quý vị hãy dành thêm một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Để tri ân đến cô Lý Thu Hằng. Cô Lý Thu Hằng gắn bó với nhiều bạn chuyên 9699, không chỉ là 3 năm cấp 3 mà còn từ tận năm 1993, khi cô còn ở trong khu nội trú trên thành phố Nguyễn Văn Tố. Thời bấy giờ bạn vẫn còn nhớ nhiều bạn vẫn còn nhớ những bài phân tích tác phẩm Bếp Lửa Lão Hạc rất sâu sắc của cô, hay quan điểm của cô về câu chuyện Tấm Cám đã giúp học sinh nhận ra bài học về giá trị nhân văn vượt ra khỏi phạm vi truyền thống của sách vở. Và một số thành viên lớp lý toán tin hồi đó bạn còn nhớ với câu chuyện tuy trời mưa nhưng mẹ vẫn đến đón em. Khi cô kiểm tra bài cũ của cậu học sinh, cậu đó về sau được 9 điểm học kỳ với bài Lão Hạc. Và ngày hôm nay nay cậu chính là người viết những dòng hồi tưởng này để gửi đến cô đấy ạ. Một lần nữa xin được chúc cho cô Lý Thu Hằng sẽ luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, và phần vừa rồi chắc chắn đã khiến cho hội trường của chúng ta trở nên cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết, bởi vì các thầy cô của quý vị anh chị đang hiện diện rất đông đủ ở đây, ở trên những khu vực gần với sân khấu nhất. Và có lẽ rằng là quý vị anh chị đang có rất nhiều muốn nói với các thầy cô rồi, nhưng mà chúng ta hãy cùng kiên nhẫn để đến những phần sau của chương trình được không ạ? Một lần nữa xin dành tặng cho tất cả những nhà giáo của chúng ta những lời tri ân chân thành sâu sắc nhất. Kính chúc tất cả các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, thành công và vững bước trong sự nghiệp, trong người của mình. Và quý thầy cô và quý vị anh chị thân mến, có lẽ rằng là giây phút này đây, Thanh Tùng xin phép được mời lên sân khấu nhà giáo Nguyễn Lam Phương, nguyên hiệu trưởng nhà trường, sẽ có đôi lời phát biểu và chia sẻ và bộc lộ những cảm xúc của mình sau những lời tri ân vừa rồi mà của các học trò gửi đến cô và những thầy giáo, cũng như là sau 20 năm gặp lại những học trò của mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều muốn được chia sẻ. Trân trọng được mời lên sân khấu chính là nhà giáo Nguyễn Lam Phương, nguyên hiệu trưởng nhà trường, sẽ có mặt ở trên sân khấu để gửi đến tất cả quý vị có mặt trong trường chúng ta những lời chia sẻ được không ạ? Trân trọng kính mời cô. Xin lỗi các thầy giáo, cô giáo và xin lỗi toàn thể các bạn là tôi hơi bị đột ngột một chút. Nhưng mà hôm nay sau một cái ngày vui như thế này thì tôi xin được gửi tới các thầy giáo, cô giáo của trường Trung học chuyên Nguyễn Trãi, những người bạn, những người đồng chí, những đồng nghiệp của tôi hôm nay cũng vì có được cái hội khóa 20 năm chuyên Nguyễn Trãi 9699, chúng ta được gặp nhau, được nhìn thấy nhau và được nói những lời tốt đẹp với nhau, những lời chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc và chúc cho những cái năm tháng sắp tới của chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn. Đối với cái khóa 9699 này thì thực ra đối với tôi là một kỷ niệm không bao giờ quên, bởi vì khóa 9699 là khóa đầu tiên tôi làm hiệu trưởng trong 11 năm. Cái năm 96 thì rất là bỡ ngỡ, nhưng mà được cái sự giúp đỡ, động viên của hội đồng giáo dục nhà trường, được các em học sinh tin quý,
Cho nên là tôi cũng cố gắng để vượt lên trên chính bản thân mình cùng với những đồng nghiệp hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của những cái năm học này và những năm học tiếp theo. Xin kính thưa tất cả các thầy giáo, cô giáo và các bạn đồng nghiệp, thưa các em học sinh, cách đây 5 năm và hôm nay nữa đến với các em thì tôi thấy được là tôi cảm thấy là mình rất vui, rất hạnh phúc bởi vì thấy được sự thành đạt, sự trưởng thành của các em. Cô giáo không biết nói gì hơn, rất là mong các em cùng gia đình nhỏ của các em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đã thành đạt thì thành đạt hơn nữa. Xin hẹn gặp lại các em ở những mùa sau. Xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng tâm huyết và đầy những sự xúc động đến từ nhà giáo Nguyễn Lan Phương, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin được kính chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Quý vị quý chị thân mến, có những câu thơ viết rằng: những hàng ghế vơi đi, những hàng ghế lại đầy, thầy không nhớ đã bao nhiêu thế hệ, ánh mắt trẻ bao giờ cũng trẻ, ngước nhìn thầy như ngước một người cha. Và trưởng thành từ mái trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, chúng em luôn mang trong lòng niềm tự hào sâu sắc về mái trường giàu truyền thống. Và dù đi đâu, công tác ở mọi lĩnh vực thì trong lòng vẫn luôn tâm niệm phải thật cố gắng để xứng đáng làm trò cũ của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị sẽ cùng hướng mắt lên trên sân khấu để cùng thưởng thức một tiết mục văn nghệ tri ân đến thầy cô, được không ạ? Thank you.
Thanh Tùng cũng như tất cả các thầy cô và những người bạn bè của mình, của anh chị đang có mặt ở trong hội trường chắc chắn sẽ có nhiều điều muốn hỏi cũng như là muốn giao lưu và trò chuyện với quý vị anh chị. Cho nên là Thanh Tùng xin phép được có một vài câu hỏi giao lưu nho nhỏ đến với các quý vị anh chị gương mặt tiêu biểu vừa được giới thiệu như trên cũng như là được giao lưu với một vài thầy cô được không ạ? Thanh Tùng xin phép được hỏi là hiện tại anh Bùi Huy Cường đang ngồi ở đâu ạ? Anh Bùi Minh Cường đang ngồi ở đâu ạ? Dạ vâng. Thanh Tùng xin phép được lại gần với sự phía dưới hội trường hơn để cùng giao lưu với quý vị anh chị. Trước tiên thì được đến với anh Bùi Huy Cường. Câu hỏi đầu tiên thì em muốn anh Cường đó chính là anh có thể chia sẻ một vài cảm xúc của mình sau những cái lần gặp mặt, đặc biệt là cái dấu mốc quan trọng này 20 năm gặp lại, thì anh có cảm xúc như thế nào và có điều gì muốn nói với thầy cô cũng như là với những người bạn cùng lớp và cùng khóa của mình, mời anh ạ. Thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn trường chuyên Nguyễn Trãi khóa 96 và 99, thì hôm nay thì không chỉ riêng anh tôi mà tất cả các bạn đến với cả chương trình hội khóa ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng là đều có chung một cảm xúc là hết sức xúc động khi được gặp lại những người thầy giáo cô giáo mà bao nhiêu năm qua đã truyền kiến thức đầu đời cho mỗi học sinh tôi, thì cảm xúc của tôi này hết sức là xúc động và rất là trân trọng biết ơn công ơn của những thầy giáo cô giáo đã người trực tiếp giảng dạy chúng tôi, thầy cô cũng trực tiếp giảng dạy, đặc biệt là trong năm 96-99 đã truyền kiến thức cho bản thân tôi cũng như là các bạn học viên của khóa 96-99 những cái kiến thức hết sức bổ ích. Và sau này những thứ đó sẽ là hành trang mà mỗi bản thân tôi không quên được trong cuộc đời của mỗi con người, bởi vì 96-99 của Truy Nguyễn Trãi đã trở thành một cái phần của cuộc sống sau này của mỗi con người tôi. Sau này thì trên rất nhiều trang cá nhân tôi thấy nhiều bạn cũng cùng một cảm xúc, dù hoàn cảnh khác nhau, dù vuông tròn khác nhau, nhưng chúng ta là một, chúng ta là Truy Nguyễn Trãi 96-99. Đó là những gì mà tôi gửi gắm đến tất cả thầy cô giáo và các bạn ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ hết sức tâm huyết đến từ anh Bùi Huy Cường. Và cũng xin được đến với một quý vị anh chị nữa để chúng ta cùng giao lưu được không ạ? Xin phép được hỏi đó chính là chị Đồng Trang hiện tại đang ngồi ở đâu ạ? Chị Đồng Trang hiện tại đang ngồi ở đâu ạ? Dạ vâng, vẫn là phong cách ấy, vẫn là gương mặt ấy. Thế tuy nhiên thì những người bạn của chị Đồng Trang đều ngồi hết ở đây đúng không ạ? Trước tiên thì xin phép được hỏi chị là đến với cái buổi hội khóa ngày hôm nay thì chị có những lời muốn gửi gắm gì đến là thầy cô cũng như mái trường trước được không ạ? Bây giờ chắc cho chị ra gặp thầy cô chị đã được không? Em chào các thầy cô ạ. Thầy cô còn nhớ em Đồng Trang ạ. Em chào cô ạ. Em chào các thầy cô. Cho em ôm thầy cô một cái. Dạ vâng, những giây phút vô cùng xúc động khi mà lâu rồi gặp lại thầy cô, thấy thầy cô vẫn mạnh khỏe và những giọt nước mắt cũng đã rơi. Đây là những giọt nước mắt của sự xúc động, của hạnh phúc. Và chúng ta hãy dành cho chị ấy thêm một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Vui hơn nữa là
có những bạn là tính đến phải cả 30 năm. Cho nên là nó là một gì rất đặc biệt với em. Nói chung là những cái lời mà có cánh thì các bạn rồi MC đẹp trai đã nói hết rồi. Thì em chỉ có hai lời nhắn nhủ đến thứ nhất là với thầy cô. Rời khỏi mái trường Nguyễn Trãi, trường chuyên Nguyễn Trãi, thì ngoài cái niềm tự hào và nhớ nhung ra thì em có hai cái điều tiếc. Cái điều tiếc thứ nhất là xin chia sẻ một cái chuyện vui vui. Là ngày xưa ấy là cũng từ bé là cũng thích hát hò, âm nhạc vân vân. Thế nên là cái hồi cấp 3 là đã tính là cùng với lại em Tú Anh và em Ánh Dương kia kìa. Tú Anh và Ánh Dương đứng lên đi ạ. Ngày xưa là đã tính cùng với Tú Anh Ánh Dương là lập văn nhạc tên là Ba Con Mèo. Nhưng mà tiếc quá là do mê thầy cô quá. Mê thầy cô từ phong cách giảng dạy đến lối sống và đặc biệt là cái chân tình đối với học sinh. Đối với cá nhân từng học sinh một, em có rất nhiều kỷ niệm mà đứng đây thì em không kể hết được, nhưng mà những cái cảm xúc đó nó đã cho em một cái đam mê đối với nghề giảng dạy. Và kết quả là em đã có khá là nhiều năm, chắc tính ra cũng gần 10 năm là dạy ở trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia đó. Trước khi mà em lang thang qua các lĩnh vực khác, tuy nhiên thì bây giờ vẫn còn mê dạy, cho nên là em không có chính thức dạy trường đại học nữa, nhưng mà vẫn dạy những cái khóa ngắn hạn, giống như là mình chia sẻ kinh nghiệm trong cái công việc hiện tại của em. Thì nói vui về cái điều tiếc nhất của em là em đã không thành lập được ban nhạc. Tôi nghe rằng là trong hội trường rất mong muốn được nhận được một đoạn hát cũng như là một bài nhạc mà chị Đồng Trang sẽ gửi đến quý thầy cô, quý vị anh chị được không ạ? Để cho không khí của chúng ta sẽ trở nên rộn ràng hơn nữa. Dạ vâng, chị có muốn hát cùng ban nhạc hay chúng ta sẽ cùng hát vo tại đây luôn? Thì có chuẩn bị một cái bài nhạc rồi. Tức là cái bài này em chia sẻ là bọn em cái thời mà cấp 3 đó, cái lúc mà chia tay ra trường bình dị, rất là bình dị hát cái bài này. Nhưng bây giờ em muốn hát lại cái bài này. Bài hát có tên là Mơ Ước Kỷ Niệm Xưa. Xin mời toàn bộ lớp nữ và tất cả các lớp khác bạn lên đây hát chung bài này được không ạ? Alo. Kim Lý lên nha, Kim Lý. Xin mời một phần âm thanh có thể bật giúp ban tổ chức viết nhạc của bài hát Mong Ước Kỷ Niệm Xưa được không ạ? Và cũng xin kính mong là với bài hát này thì không chỉ riêng chị Đồng Trang sẽ hát cùng với những ban nhạc và ba con mèo mình sẽ hát, mà toàn thể quý vị anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng ca với nhau được không ạ? Một bài hát mà có lẽ rằng ai cũng sẽ thuộc, một bài hát mà có lẽ rằng là ai cũng sẽ gợi về những cái kỷ niệm của mình, và sẽ thật là tuyệt vời nếu như cả hội trường chúng ta ngày hôm nay sẽ là một ban nhạc thật lớn cùng hòa với nhau vào trong những nhịp cảm xúc, trong những điệu nhạc và trong những lời bài hát mà sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy được trở về 20 năm về trước được không ạ? Quý thầy cô, quý vị anh chị thân mến, với bài hát mà chị Đồng Trang gửi đến quý vị thì có sự kết hợp vô cùng tuyệt vời, đó chính là một guitarist đến từ chính nhiều quý vị anh chị trong hội trường chúng ta, đó chính là anh Tuân. Anh sẽ đệm đàn để cho cả hội trường cũng như là chị Đồng Trang chúng ta cùng đồng thanh và cùng hát một bài hát mà gợi nhớ về rất nhiều kỷ niệm được không ạ? Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng sự xuất hiện của bộ đôi anh Tuân cùng với chị Đồng Trang trên sân khấu. Xin mời lớp nữ. Ngoài quân ạ, xin mời chàng pháo tay.
Xưa những kỷ niệm
gọi nhau trong trí nhớ, đường thanh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây vẫn âm thầm, có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi, ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kia chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò mười năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, ừ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rời trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Xem giờ này khác xưa rồi, ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Có một lời mời hôm nghe quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mời hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai qua lâu. Cho mười năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rời trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Thousand shades of blue.
Mời anh Trung.
anh Hoàng Thành Trung lớp 32, anh sẽ là người lan tỏa cái may mắn của mình trong những ngày tiếp theo. Anh cũng có được nhận được một phần quà của ban tổ chức. Mình anh có xin mang cho con, cầu mong sáng cho anh quên đi xin. Đây chính là thằng này là anh Nguyễn Mạnh Hiệp. Mời anh Nguyễn Mạnh Hiệp bơm luôn ạ. Anh sẽ lại tiếp tục lan tỏa may mắn của mình. Người tiếp theo là Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Anh Tùng sẽ chuyển sang một lá phiếu khác bởi vì chính Nguyễn Thị Hồng Hạnh hiện tại không có ở đây. Chúc mừng anh Nguyễn Anh Tuấn lớp Lý. Chúc mừng anh. Chúng ta còn 4 lá phiếu tiếp theo nữa cho hạng mục giải mã.
thay ban tổ chức và xin được trân trọng cảm ơn thay ban tổng công đã giúp ban tổ chức chọn ra giải nhất trong buổi như ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị anh chị nhận được thẻ trưởng bốc thăm may mắn sẽ chụp lại một bức hình được không ạ? Và ngay lúc này Thanh Tùng xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị thầy cô vào hội trường ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chụp với bức hình lưu niệm với tất cả những quý thầy cô có mặt đây được không ạ? Xin được trân trọng kính mời tất cả các thầy cô sẽ lên phía bên trên để cùng ngồi lên những chiếc ghế mà ban tổ chức sắp xếp. Sau đó là từng lớp một sẽ lên chụp ảnh cùng với các thầy cô được không ạ? Giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau.